ngày tháng mà không có em. Con tim đã mất lý trí, anh uống mãi mà không có ngoan. Em luôn dìu dắt anh trong con tim không có tình thương. Anh nghĩ rằng điều đó đúng vì khi yêu nhau đâu được bình thường. Em chọn những lời ngọt ngào với những gã lòng tối đen. Em cho anh nhiều cảm xúc với những hình hài đầy rối ren. Mọi thứ như vậy biến hình khi lặp lại như thói quen. Con giận dữ đã quá giới hạn nên không cách nào để nói thêm. Em đã trở thành kẻ lừa dối, tim đang mang họa. Con sói chịu những tổn thương giờ đã trở thành lòng gan dạ. Em không thể nào giữ bình tĩnh khi nói những lời như hoang dã. Em đã lấy tất cả từ anh khi lòng chân thành anh mang ra. Và nếu như điều đó đúng thì cả hai chẳng ai nào sai. Em đang dối lừa gặp anh chẳng biết khi nào mà em đào lại. Một góc khúc nào trong anh chỉ mong em đến đó rồi lại đi. Nếu như ngày đó là chủ ngày đau đớn thì đối với anh nó chẳng là gì. Anh không mong là ngày em đến đối xử như kẻ bội tình. Anh biến thành kẻ thật thà vì vài lời nói anh đã vừa tin. Anh tin là trên cuộc đời vẫn đâu đó rất nhiều tình yêu. Cho đến bây giờ anh hiểu chẳng phải gì ở trong tình yêu. Đơn giản là anh tha thứ không lười nhắc như kẻ thứ ba. Nếu chuyện đó đã xảy ra thì đối với anh chẳng là gì cả. Đơn giản là anh tha thứ không lười nhắc như kẻ thứ ba. Nếu chuyện đó nó đã xảy ra thì đối với anh chẳng là gì cả. Hơi dối lừa, giọt nước mắt của em tuôn rơi, em đang dối lừa. Không còn cách nào để giải thích khi em đang dối lừa. Trái tim đâu phải bằng sắt mà để em nói thường. Anh chỉ mong nhận lại cử chỉ khi đôi mắt của em quên đi. Nếu anh là thằng sắt láo thì trong xã hội chẳng coi ra gì. Anh có cả tấm chân tình để trao cho em không uổng phí. Thật ra là anh đang nghĩ trong thâm tâm của em muốn gì. Em đã có một người nào khác hay em nói dối? Anh đâu phải thằng tờ bạc để đem bản thân em thú tội. Em đã trở thành một con quỷ giết chết kẻ đáng thương. Nhốt anh ở trong vòng tay đi bên người khác em tận hưởng. Em có những lời đường ngọt đầy nỗi sợ trong ánh mắt. Đã cướp đi trái tim anh để sau đó rồi em đánh mất. Anh đâu thể giữ bình tĩnh khi từ đầu không nói nên câu. Em hãy luôn là điều chân quý khi ta không còn được ở bên nhau. Tại sao bên nhau còn biết bao nhiêu cơ hội, anh phải cố giữ bình tĩnh cho bản thân. Cuối cùng ta cần sự chân thành hay lừa dối thì cũng chỉ là kế hoạch đằng sau của kẻ cần. Biết là không đến được với nhau một cách nào hoàn hảo thì chúng ta nên tìm cách rút lui. Tại sao chúng ta yêu nhau làm gì để rồi lừa dối nhau đến kể cả phút cuối? Hả em?